OK, hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Long Bùi và gặp Thái Lạc Nguyễn sau những cái tuần xa cách. Đó, thì nhờ mình nhờ dữ lắm mới qua mình mà. Chứ vừa rồi đặt cái bộ này về cách đây 2 ngày rồi nhưng mà vẫn chưa có thời gian để thử. Tại Lạc đã set up hết rồi nhưng mà mình cũng muốn là mình sẽ test xong cái bộ này lên cái video để cho một người anh ở Gia Lai hay Đắk Lắk gì đặt mình mà mình quên cái địa quên rồi, anh nhắn tin cái địa chỉ cho mình quên rồi. Thì để test lại hết hoàn thành mình mới gửi đi. Thì hôm nay mình sẽ thử thôi. Còn cái hướng dẫn thì đã hướng dẫn trong những cái clip trước nhiều rồi. Thì cái bộ mới về mình test sẵn tiện mình test cái đàn luôn cho một người anh ở Hà Nội luôn ha. Hôm nay mấy cây thùng mỏng là cho một anh ở Hà Nội, một anh ở Phan Thiết. Cây này là anh chuyển tiền rồi. Đó, bây giờ Lạc sẽ test nhẹ qua cái cục này cho anh luôn ha. Hơi nhiều rồi, bước lại xíu, sáng vô. Bát chép thì đã hướng dẫn trong cái clip kia mình sẽ gửi, nếu anh em nào cần thì mình cứ nhờ Lạc thôi. Thì cái này thì thật sự là cũng đã đặt mấy bộ cho mấy anh em rồi. Cái bộ này mọi người hiểu nguyên tắc của cái bộ này, cái bộ EV này á, là nó điều tiếng, nó chỉnh rất điều tiếng. Trên EV của mình chỉ là một phần thôi, nhưng mà cái bộ này cực kỳ điều tiếng. Tiếng bát chép mọi người có thể cân theo được luôn, tiếng bát chép mình ngồi cân theo được luôn. Cái cục này là cục reverb là nó cũng đủ chức năng trong này rồi. Hôm trước là tình cờ mình đỡ cái bộ này ở đây là em trai em Pháp có lên đây chơi với mình, nói ô anh Long, cái anh Long xài một cái cục này là đã quá dữ mà sao mà anh xài gì mà một vàng dữ ấy, một vàng cũng này dữ ấy. Thì mình mới cũng nói với Pháp là cái này là canh trên EQ, rồi cái này là bộ điều tiếng trên cái bộ EQ này, rồi cục này là đủ rồi đó. Thì nó em tham khảo cũng là những người em mà đi hay đi đánh show, đánh biểu diễn đó. Thì đó, đây là cây thùng mỏng 6,5 cần 47,
đó, ông Lạc ông mới ôm lên là ông đòi là cho ông bường tối nay về ông đi một cái show liền đó. Ok, bây giờ mình sẽ xong, mình đã test xong hoàn thành rồi, bộ này đã ok rồi. Mình quay bằng điện thoại nha, không có gắm mic gắm gì hết nha. Mình không có gắm bằng cái bộ SRAM mic thu của mình chỉ quay bằng điện thoại thôi để cho cái tiếng nó thật nhất. Đó, bây giờ mình quay cây này xong và tiếp tục là hôm nay mình tới mấy cây thùng mỏng 6.5 mình làm cho những người anh em ở các tỉnh luôn, cho nên mình sẽ để setup đỡ mình quay hết cho mấy anh em ha. Rồi, đó cái tiếng rất nhẹ nha. Lại đi rất nhẹ luôn. Nếu mà đánh đây trong một cái phòng nó gọi là kính là mọi người đánh cỡ cả mộc và cỡ cả điện thì mọi người đánh thư giãn gọi là rất là tuyệt vời, mà đi đánh sân khấu thì cũng gọi là vô tư ha. Và bây giờ mình sẽ quay hai cái điện cách. Rồi, xin chân thành cảm ơn mọi người, cảm ơn anh trai nha. Đây là bộ điện đã dành cho một người anh là anh mua ủng hộ mình rất nhiều, mình cũng hỗ trợ anh rất là nhiệt tình, anh ủng hộ những cái dòng khóa cao cấp của bên mình. Rồi, ok.